Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình là chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thanh lý cho các bạn thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh nhá. Các bạn đây, các bạn đầu tiên các bạn lên trên này này. Có lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhá. Này. Triệu này, Phú này, TV này. Các bạn kích vào gõ Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký kênh nhá. Đấy. Kênh mình là được lần 52.000 lượt sub cho các bạn nhé. Các bạn đăng ký vào kênh này là đăng ký kênh này, bật chuông thông báo này. Và mỗi tối mình sẽ ra clip ấy, thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì là các bạn sẽ người xem và lựa chọn đầu tiên. Đấy, rất nhiều cho các bạn lựa chọn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu và thanh lý cho bạn là chiếc ba chiếc sản phẩm là iPad nha các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay mình về được ba chiếc iPad. iPad này gọi là iPad mini 2, con này là phiên bản Wi-Fi nhé. Đấy, ba chiếc này là iPad mini 2 phiên bản Wi-Fi nhé. Đấy, nhà mình về được hai xám và một trắng nhé. Đấy, con này thì là màu trắng này và hai con này là màu xám các bạn nhé. Đấy, iPad mini 2. Đấy, iPad mini 2 thì mình cũng nói giới thiệu sơ qua thì là ngoại hình từ toàn cứ từ đẹp từ 90% trên 90% nhé. Hôm nay nhà mình về ba cây này. Đấy, iPad mini 2 thì là màn hình con này thì dùng rất là sướng, màn hình con này màn hình là Retina nhé, dùng rất là thích nhé. iPad mini 2 đấy các bạn, mình sẽ test phần camera nó rất là nét luôn. Nói chung là camera của iPhone nó thứ nhất là thật là các bạn đây, rất là thật luôn. Đấy, nhìn rõ một luôn này, các bạn nhìn camera iPad mini nó rõ một luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn trước nhìn sau này, đấy, rất là sắc nét. Và đằng sau các bạn mà dụ mà bán hàng livestream ấy hoặc các bạn mua về cho các em nhỏ mà để học ấy, rất là tuyệt vời. iPad mini rất nhanh, mà thứ nhất là mini 2 thì cái chip này chạy rất ok. Mini 2 của nó thì của nó là gì nhỉ, phiên bản này mình là phiên bản 16GB nhá. Đấy, mini 2 đây 16GB này. Đấy, phiên bản Mỹ 16GB. Đấy, mình sẽ xem có ba con này là bản gì nhá, xem hết cho các bạn. Đấy, toàn bản Mỹ các bạn nhé. Ba cái này như bản Mỹ sao. Đây mình xem. Ba cái này toàn là bản Mỹ các bạn. Đấy. Chuyện tình yêu tan rồi. Ừ, có mỗi cái này là bản này nhá. Bản ZB này, bản Singapore này. Con này là mỗi bản của Singapore này, hai con này là bản Mỹ nhá. Hai con xám này là bản Mỹ này. Đấy. Đấy, iPad. Đây phiên bản 16GB nhá. Đấy, nói chung iPad mini 2 thì nó nhanh lắm. Màn hình con iPad mini 2 này con này là gì nhỉ? Màn hình của nó độ rộng của nó thì là gì nhỉ? Màn hình của nó thì là gì nhỉ? 7,9 inch gọi là 8 inch. Nó như kiểu là một quyển sách ấy các bạn, mà mua về cho các em nhỏ đi học rất là tiện nhá. Đấy, nó như kiểu quyển sách quyển vở. Đây, nó tăng âm lượng. Đây. Rất thiết kế rất là đẹp. Nói chung nó nhỏ gọn mà loa thì loa kép. Nghe cực kỳ là hay. Thì mình sẽ vào cái phần nghe nhạc cho bạn xem luôn nhé. Đây mình xong vào đây nghe nhạc. Mà cảm giác nhanh lắm. Đây mini 2 nhanh các bạn. Công nhận là cái đồ của Apple nhận, dùng rất là sướng các bạn. Đấy, nói thật các bạn, dùng các bạn nào mà đam mê công nghệ ấy, các bạn nào yêu công nghệ ấy, các bạn mà dùng những sản phẩm của Apple ấy, iPad nhưng mà của Apple ấy, các bạn dùng thật vì cực kỳ là sướng luôn. Nhanh lắm. Đây rất là nhanh luôn. Đấy, các bạn nghe loa cực kỳ là phê luôn. Đấy, công nhận là cái đồ của gì nhỉ. Đấy, con gái rất là xinh. Đây, nói thật các bạn xem cái đồ công nghệ của Apple các bạn khỏi chê luôn, công nhận sướng thật. Dùng nó nhẹ sướng. Mini 2 là khác hẳn luôn. Các bạn dùng mà cái đồ công nghệ của gì nhỉ? Đây, nhanh lắm. Bao Thanh Thiên thì ngày xưa mình cũng hay xem đấy. Phú Nhân mời. Xem Bao Thanh Thiên thì rất sướng. Đấy, các bạn mua về xem phim rất là ok nhé. Con iPad mấy cả học, thứ nhất là xem phim và thứ hai là học hành rất là ok ạ. YouTube của tính năng này rất hay.
đấy, nó chạy phiên bản phần mềm của nó là iOS 12.4. Đây, của nó là cao nhất là 12.4.8. Đây, tính năng xem YouTube các bạn có thể lướt này. Đấy, tính năng YouTube các bạn. Tính năng YouTube các bạn có thể là xem khắp màn hình này nhé. Vị công công này có gì chỉ giáo? Đấy. Vị lão phu nhân, tại sao nhà ta cảm thấy hơi quen? Chứ hay là thân quyến của phủ đệ nào vậy? Vị công công này là... nhà ta là Quách Què, là tổng quản nội cung bên cạnh Thái hậu. Đấy. Đấy, rất là hay nhá. Nói chung iPad mini dùng sướng này. Thì là pin dung lượng pin con này thì là 6700 nhá. 6470 nhá. Con này là pin dung lượng pin của nó 6470. iPad mini đấy. Đấy, các bạn mua về đọc báo, xem phim, nghe nhạc này, hoặc là mua cho các bạn mà học online tại nhà, học trên lớp rất là tuyệt vời. Con iPad mini 2 này. Con này là bản wifi nhá. Thứ nhất là wifi, bây giờ thì đi đâu các bạn cũng có wifi rồi, chứ không cần thật nhất thiết là phải có sim 3G nhá. Tại vì wifi bây giờ đi ra trường có wifi, mà đi nói chung ở đâu hầu như bây giờ wifi cả. Các bạn ở thành phố các bạn mua về cho các em nhỏ dùng những con này rất là tuyệt vời. iPad mini 2 phiên bản wifi này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhá. Trên thị trường đang bán với giá là 3 triệu hơn 3 triệu đồng, bên mình chỉ bán các bạn với giá là 2.600.000 thôi. Đấy, tại sao các bạn đi mua hàng online ở chỗ đấy nhá? Thì vì mua hàng online thì các bạn rẻ được ở chỗ đấy nhá. Đấy. Đấy, trên thị trường đang bán với giá là 3 triệu đồng và hơn 3 triệu đồng, các shop to shop lớn đấy. Nhưng mà bên mình chỉ bán các bạn với giá là 600.000 thôi. Đấy là các bạn lợi, thứ nhất là mua hàng online các bạn lợi cực kỳ ở chỗ đấy. Đấy. Thì vì những sản phẩm của Apple các bạn nó thiết kế thứ nhất là đẹp và thứ hai là độ bền rất là cao. Các bạn yên tâm sử dụng rất ok các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 2 này, các bạn tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các em nhỏ đi học để các bạn lên tay hàng mình được sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, số này mình do Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để có nhất là thứ nhất là giao lưu và trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship, và hình thức ở xa bên mình thì có tình trạng các bạn nhận hàng thanh toán, nhưng mà hình thức nhận hàng thanh toán các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Đấy. Còn các bạn nào mà chuyển khoản trước thì mình sẽ fry ship cho các bạn. Thì là buổi tối, mỗi tối thì mình sẽ phát clip trực tiếp, thì mong các bạn là chốt đơn cho mình buổi sáng nhé. Còn hầu như buổi chiều, buổi tối thì mình hầu như mình cũng chốt cũng gần hết rồi. Thì hoặc là các bạn theo dõi từng ngày giúp mình. Nếu cái ngày cũ lâu lắm rồi thì mình cũng hết nhé. Đấy. Ví dụ mà tin nhắn mình Zalo mình không trả lời được ấy, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để đặt hàng nhé. Tại vì điện thoại của mình thì giờ hành chính, số này giờ hành chính mà mình nghe. Còn số này thì lúc nào mình hay cầm trong người, mình sẽ nghe lên máy tiếp tục các bạn nhé. Đấy, iPad mini 2 dùng rất là nhanh, rất là mượt. Chỉ với giá là 2.600.000 thôi. Ngày xưa siêu phẩm con này cũng là gần 20 triệu các bạn. Bây giờ chỉ với giá 2.600.000 các bạn dùng sướng những sản phẩm mà ví dụ như ở Samsung mà mình tầm giá những sản phẩm Android ấy. Không bao giờ xuống bọn sống Apple này, mình khuyên thật các bạn luôn. Các bạn cứ xuống tiền mua sản phẩm của Apple, iPad rất là sướng nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình thì về được hai con này, hai con iPhone 6S nhé. Hai con iPhone 6S, hai con này thì là phiên bản của nó là quốc tế, phiên bản quốc tế gì nhỉ? 32GB nhé. Hai con iPhone 6S 32GB đấy. Hai con iPhone 6S 32GB. Hai con iPhone 6S 32GB. Thì là ngoại hình con này còn 90/90%. Đấy, ngoại hình thì máy cho mình còn 90/90%. Tại vì máy cũ rồi ấy, thì mình cũng không nói chung là nói 99 thì nó thì hơi quá. Mình chỉ dám nói từ 90 thì trên 90% thôi. Đấy. Đây, iPhone 6S. Hai con này là phiên bản 32GB nhá. Pin thì vẫn còn ngon nhá. Hai con này thì pin vẫn còn ngon các bạn nhá. Hai con này thì pin vẫn còn ngon. iPhone 6S dùng bây giờ rất là sướng. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, các bạn dùng rất là thích ấy. Đấy, iPhone 6S 32GB. Thì bọn này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhé. 2.500.000 sản phẩm iPhone 6S 32GB phiên bản quốc tế. Hai con này thì là main zin, bao cho bạn là main zin, màn zin. Và thứ nhất là màu gray nhé, màu xám này. Đấy. Bạn nào thích tín đồ của Apple này thì các bạn nhận hàng sớm nhất nhé. Thì vì mình cũng ít bán tín đồ Apple lắm. Đấy.
iPad, iPhone các kiểu này. Đấy, và chuyển mục sang là Vivo đi, mình sẽ Vivo cho bạn luôn. Và tiếp theo là con Vivo là Vivo Y12 nhé. Thì hôm nay nhà mình về lại về được con Vivo Y12 này. Này, cái khác này. Đấy, Vivo Y12, con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Vivo Y12 này của nó là màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Tràn viền này, hơn 6 inch. Pin con này là 5000 các bạn nhé. Đấy, con Vivo Y12 này thì con này vỏ thì là phải đôi chút nhé. Mặt lưng con này thì là phải cũ theo thời gian. Đấy, mặt lưng con này thì là phải cũ theo thời gian. Con Vivo Y12 này RAM 3GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900.000 nhé. Con Vivo Y12 này là 1.900.000. Pin con này là pin 5000 nhé. Đấy, pin con này pin 5000, các bạn dùng rất là ok. Màn hình 6 inch, hơn 6 inch. Được cái của nó là 64GB, các bạn lưu trữ cực kỳ tuyệt vời. Pin thì pin 5000. Những sản phẩm đời mới bây giờ hầu như được cái thiết kế nó lại đẹp, mà thứ hai là pin nhiều thôi. Còn mà để nhanh mượt thì nó thật với các bạn, iPhone này đánh bại luôn, để mà chơi game. Các bạn mua iPhone này các bạn chơi game được cực kỳ đỉnh và tuyệt vời. Vivo này nó sẽ chậm hơn một chút nhé. Các bạn phải dùng mà để pin trâu, nghe nhạc, xem phim thì cũng ok. Vỏ cũng có hơi phải theo thời gian nhé. 1.900.000 Vivo Y12 này nhá. Phiên bản 64GB các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được là Samsung A7 2018 đấy ạ. Buổi tối ngày hôm nay mình về 3 cây Samsung A7 2018. A7 2018 này thì là bên mình là bản Hàn, một sim một sóng nhá. Đấy. Ba con A7 2018 này đều là bản Hàn, một sim một sóng. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con này. A7 2018 thì là màn hình con này thì là 6 inch nhá. Đấy. Màn hình con này là 6 inch. Của nó là phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhá. Đấy. Toàn là Android 10 nhá, lên được Android 10 hết rồi nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Nói chung là máy Hàn Quốc các bạn dùng thì tuyệt vời luôn. Đấy. A7 2018 máy Hàn Quốc đấy. Máy zin đét nguyên bản các bạn nhá. Đấy, máy đẹp leng keng này. Đẹp từ 90 đến trên 90%. A7 2018 phiên bản Hàn Quốc đấy. Máy đẹp leng keng luôn. Đấy, một sim. Đấy. Hai con màu đen nhà mình về hôm nay về được hai con màu đen này. Và một con màu xanh này các bạn nhé. Hai con màu đen và một màu xanh này. Máy zin đét nguyên bản luôn này. Đấy. Hàn Quốc luôn nhé. Đấy. A7 2018 đấy. Đấy. Máy zin đét nguyên bản luôn. Các bạn dùng dòng này cực kỳ là sướng. Được cái nó RAM 4GB. Bộ nhớ trong 64GB. Các bạn dùng cực kỳ là phê. Mà pin con này thì pin hơn 3000 các bạn nhé. Đấy. Đã lên Android 10 rồi. Đấy. A7 2018. 3 camera này, 1 đèn flash này. Đấy, A7 2018. Này các bạn mua một những máy Hàn dùng thích lắm. Nó những sản phẩm mà xách tay các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Lúc mà thời điểm con này ra cũng khá là đắt nhé. Đấy, bọn 3A7 2018 thì ba con này đẹp keng nhé. Đấy, ba con này đẹp keng, mà Hàn Quốc đẹp keng. Ba con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2.700.000 nhé. Đấy, 2.700.000 sản phẩm A7 2018, máy đẹp keng đấy. Đấy, nhà mình này về 3 cây nhé. Rất là rẻ đấy. Đấy, toàn là sản phẩm nó xách tay Hàn Quốc. Rất là đẹp, dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được tiếp tục là con Oppo, con này là Oppo gì nhỉ, A33 nhé. Đấy, con này là Oppo A33 đấy ạ. Đấy, con này là Oppo A33 này. Đấy. À, hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con Oppo A33. Con này là máy giá rẻ dành cho học sinh, sinh viên hoặc là các em nhỏ mà chơi game tạm tạm, xem phim, nghe gọi, hoặc là một máy phụ rất là ok. Con Oppo A33 này thì là tình trạng của nó thì là tất cả dùng bình thường, nó chỉ nẻ mỗi ngang màn hình một đường này. Đấy, nó bị nứt kính nhá, nứt mỗi ngang đường màn hình này. Đấy. Đấy, con này thì là tình trạng là dùng bình thường, chỉ nứt mỗi cành ngang màn hình này các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 450.000 nhé các bạn nhá. Đấy.
đấy, 450.000 cho các bạn nhé. Đấy, dùng về làm máy phụ chống cháy này, hoặc là các tặng em, các em nhỏ này, hoặc là tặng cho ông bà bố mẹ mà thích sản phẩm cảm ứng mà để trải nghiệm ấy, thì các bạn mua về được nứt ngang tí màn hình này thôi. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là gì nhỉ, 450k các bạn nhé. Oppo A37 này, à sorry các bạn, Oppo A33 nhé, 450.000 các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Đấy các bạn, số điện thoại mình đây, các bạn cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp cho mình. Mất có vài giây thôi, có vài nghìn một phút thôi. À gì nhỉ? Có vài trăm đồng thôi. Tầm là các bạn cứ mua một con máy, các bạn cứ xuống cứ gọi trực tiếp cho mình nhá. Đấy. Mình khuyên các bạn là các bạn mua máy các bạn cứ gọi trực tiếp cho mình đi. Không phải ngại đâu. Một phút không đáng bao nhiêu tiền cả các bạn nhá. Đấy. Các bạn hỏi con máy không có, có hay không thì mình bảo là không hay có, thế là thôi, xong. Đấy, có thì các bạn đặt hàng mà hết thì các bạn thôi để clip sau cũng được mà. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại còn đúng một chiếc là sản phẩm là Samsung A8 2018 màu gold đấy nhá. A8 2018 này thì là con này thì là phiên bản Hàn, một SIM. Cấu hình A8 2018 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này thì là màn hình, thứ nhất con này dùng rất là nhỏ gọn. Đấy, nó thon gọn như kiểu iPhone này. Nhưng mà nó dài hơn tí nhá. iPhone thì nó ngắn hơn, con này dài hơn tí. Con này thì là màn hình là Full HD cộng, xem cực kỳ là nét. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Con này thì là ngoại hình còn 90/90%. Còn A8 2018 này thì con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.400.000 các bạn nhá. Nhà mình thì còn một chiếc màu gold thôi các bạn nhá. Đấy, A8 2018 đấy. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời, những sản phẩm này dùng sướng lắm. Nói chung máy Hàn Quốc dùng ok các bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo A gì nhỉ, 3S này. Đấy, con này là Oppo A3S này. Đấy. Mình sẽ xem con này là cấu hình của nó là RAM bao nhiêu GB. Đấy. Con này là RAM 2, bộ nhớ 16GB. Con Oppo A3S này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con này thì làm màn hình của nó, đây là màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là hơn 4.000. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.500.000 nhé. Mặt lưng thì có cũ phẩy theo thời gian đấy ạ. Oppo A3S 1.500.000 cho bạn dùng máy phụ chống cháy nhé. Rất là ok, pin hơn 4.000, màn thì hình hơn 6 inch. Đấy. Rất là rẻ, năm 2020 điện thoại rất là rẻ. Thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc con này là chiếc gì nhỉ, Z3 Pro. Con này cũng là máy của Hàn Quốc nhé. Z3 Pro con này là máy Hàn Quốc, con này cũng là phiên bản của nó là gì nhỉ, một SIM nhé. Z3 Pro Hàn Quốc một SIM. Z3 Pro Hàn Quốc một SIM. Con này thì là cấu hình của nó gì nhỉ, là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhé. Nói chung là Z3 Pro này thì nhỏ gọn, dùng rất là sướng. Các bạn mua về, ví dụ mà các bạn mà thích máy nhỏ ấy, đi làm thích máy phụ nhỏ này, các bạn có thể mua Z3 Pro này. Z3 Pro này thì là máy Hàn nhé, máy Hàn Zindex nguyên bản nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhá. Đấy, Z3 Pro máy Hàn Zindex nguyên bản này, 1.4 triệu nhá. Chưa sửa chữa, chưa thay thế, chưa ép kính gì nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z3 Pro này mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ thì các bạn nên hàng sớm nhất nhá, 1.4 triệu các bạn nhá. Thì và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít sản phẩm thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đồng hồ 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày hôm sau các bạn nhá.